Cô xin chào tất cả các con đến với mỹ thuật lớp 5, chủ đề âm nhạc và sắc màu. Đến với tiết học, các con cần phải chuẩn bị giấy vẽ, màu vẽ, thước kẻ, keo dán, băng dính. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay, các con tiếp tục vẽ theo nhạc để tạo ra các đường nét, màu sắc có thể tạo thành sản phẩm mỹ thuật mới như trang trí bìa sách, bưu thiếp, bìa lịch và giới thiệu, chia sẻ được cảm nhận của mình về sản phẩm. Chúng ta vào hoạt động 1 để cùng nhau tìm hiểu, khám phá cách trang trí bìa sách, bưu thiếp, bìa lịch. Các con hãy quan sát một số các sản phẩm trên. Các con nhìn thấy có những hình ảnh gì trong sản phẩm? Như vậy, các con thấy từ những bức tranh đầy màu sắc có thể tưởng tượng ra những hình ảnh, nội dung phong phú và đa dạng mang nhiều ý nghĩa mà chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm mỹ thuật mới như bìa sách, truyện, thơ, bưu thiếp, bìa lịch. Và mỗi một nội dung các con thấy thường được đặt ở vị trí nào trong tranh? Kiểu chữ cũng vậy, các con nhìn thấy có những kiểu chữ nào được sử dụng trong sản phẩm? Như ta thấy, có rất là nhiều các kiểu chữ trang trí để sử dụng trong sản phẩm, như chữ in hoa, chữ in thường, chữ trang trí. Và các con chú ý, mỗi một nội dung phần chữ phải phù hợp với các hình ảnh mà các con đã tưởng tượng từ bức tranh vẽ theo nhạc. Có thể vẽ thêm các đường nét và màu sắc để làm rõ ý tưởng. Trên bìa sách, bưu thiếp thường có hình ảnh, chữ và các con số, nên các con đặt hình ảnh, chữ và số có thể theo chiều dọc, chiều ngang, ở trên, ở dưới và bên phải hoặc bên trái, hay ở giữa bìa sách, bưu thiếp. Tuy nhiên, cũng tùy thuộc vào nội dung các con lựa chọn. Để các con hiểu rõ hơn, cô giáo mời các con chúng ta chuyển sang hoạt động 2, kiến tạo kiến thức kỹ năng. Ở hoạt động này, chúng ta cũng thực hiện các bước như sau. Bước 1, vẽ theo nhạc. Bước 2, tưởng tượng hình ảnh. Bước 3, tạo sản phẩm. Các con hãy quan sát để xem cô hướng dẫn chúng mình thực hiện như thế nào nhé. Con vừa tìm hiểu các bước thực hiện, giờ các con hãy tham khảo một số các sản phẩm mẫu sau. Các con đã được xem một số sản phẩm vẽ theo nhạc và nắm được các bước thực hiện. Giờ cô mời các con chúng ta cùng sang hoạt động 3, luyện tập thực hành. Với sự khéo léo của mình, cô chúc các con tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp và sáng tạo. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi.
Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.